Chương trình Phụ nữ ngày nay của Sài Gòn TV xin được trở lại với phần 2 với đề tài làm sao đối phó và ứng xử một cách khôn ngoan khi biết được người bạn đời của mình phản bội. Ở phần đầu chúng tôi đang nói dở dang về phương cách giữ gìn lại cái hôn nhân của mình sau khi biết chắc chồng hay vợ của mình ngoại tình. Thì Hương Thơ nghĩ rằng chọn điều gì thì cái người mất mát vẫn là cái bản thân của người bị phản bội, phải không chị? Và Hương, vậy thì chúng ta phải làm gì để bi kịch nó bớt tồi tệ và bớt đau đớn hơn, và làm sao mình giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình? Thì Hương Thơ nghĩ rằng là trước nhất, như nãy chị nói, là mình cần thêm tìm cái nguyên nhân tại sao chồng hay vợ mình phản bội, phải không ạ? Thì nếu mình tìm nguyên nhân đó, mình mới biết là cái cô đó chỉ là không, chỉ là một thoáng qua khi người chồng bị một cái vấn đề gì đó mà mình có thể sửa chữa ngay trong nhà, trong nội bộ, trước khi mà làm trở lớn chuyện trầm trọng. Mà Hương Thơ biết là có nhiều người, nhất là phụ nữ thì ghen lắm, mà chị Thái Hà có kể có những chuyện đánh ghen kinh hồn mà đúng có rồi. Thể đưa đến những cái hậu quả mà tai hại vô cùng, không chị? Người có thể dính dáng đến luật pháp. Hồi nãy Hương Thơ có nói rất là đúng, cái sự khôn ngoan, chị không nghĩ là khôn ngoan, có lẽ mình khôn khéo thôi, nhưng mà căn bản là cái tình thương ạ, phải thương. Thấy cái người chồng hay người vợ, mà nhất là khi mà thấy có một cái người khác mà mình nghi ngờ đó, thì tự nhiên cái bản năng khiến mình tự nhiên mình thấy ngay cái trở thành thù địch liền. Thành thế mình nghĩ là có thể này cái một sự vấp váp, có thể là một cái sự sa ngã nhất thời, có thể có cái khó khăn nào đó, tại sao mình không giúp nhau, đại khái như vậy đó. Thành ra là căn cứ vào cái vấn đề là đối xử giữa hai bên và mình quý trọng nhau thế nào. Vâng, em rất là đồng ý với lại cái ý kiến và cái quan điểm của chị. Dạ. Là bởi vì nó chỉ nói là ok, là nó phải mình vẫn giữ được cái phong cách dạ, vâng. Của mình. Bởi vì cái điều này nó quan trọng, vì trong một cái cuộc hôn nhân đó, nếu mà mình bởi vì nóng giận xong rồi có thể nhiều khi mình đi đến những cái chuyện ẩu đả hay là những cái chuyện đánh ghen, hành hung, thì đối với luật pháp nếu mà cái người nào là cái người mà kể như là bạo hành đó, người đó sẽ bị, thứ nhất là bị một cái án lệnh cách ly, phải rời xa, và không, đối với luật pháp của California về vấn đề luật gia đình đó, thì cái người mà bạo hành đó thì sẽ không được cái quyền cấp dưỡng vợ chồng. Đã, thành ra là một cái điều đó là một cái điều nhắc cho quý vị. Và một cái điều quan trọng hơn nữa mà có lẽ là chúng ta không nghĩ đến, là bởi vì dù cho hai vợ chồng có lục đục, dù ra có chuyện gì xảy ra, thì tránh cái chuyện ẩu đà hay tránh cái chuyện xô xát hay cãi cọ trước mặt con cái. Đúng ạ. Bởi vì đó, mình nhiều khi trong cái sự nóng giận hay là của hai vợ chồng với nhau, mình không biết là mình đã tạo tổn thương tới cho những cái đứa con. Và nó là một cái điều là rất là đáng tiếc mà có khi còn kéo con về phía mình nữa. Đúng rồi, dùng cháu con để làm một cái đòn bẩy, hay là dùng con là một để dùng là một cái công cụ. Hoàn toàn sai ạ. Vâng. Vậy là nếu mà đóng vai hoạn thư mà sớm quá thì đẩy chồng về bên phe địch sớm hơn, phải không ạ? Đúng vậy. Mà trong trường hợp mà không biết luật sư đã Hưng có thụ án nhiều vụ án mà đánh ghen rồi bị thưa kiện không ạ? À? Cái chuyện đó thì văn phòng có thì dĩ nhiên rằng là thí dụ như là cái người vợ có thể là gửi điện thư hay là dùng những cái cách khác để mà đe dọa, hăm dọa, hay là để mà bôi nhọ hay bôi xấu cái người hoặc là người tình, địch của mình đó. Thì rồi hoặc là có thể đánh ghen như nào, cái chuyện đó cũng có xảy ra, và nó xảy đến là cái chuyện là mình phải bị ra pháp luật để mà trình tức là chống lại một cái án lệnh cách ly, và nhiều khi nó còn những cái án tù tội nữa. Thành thử ra là những cái điều này, nhất là trong một cái xã hội văn minh, thì mình không nên làm. Cái chuyện mà Hưng muốn nói thêm là bởi vì cái chuyện nếu mà mình thấy một cái người phối ngẫu của mình phản bội hay là không chung thủy với mình, thì tất nhiên cái điều đó nó rất là đau đớn, không chịu được. Vâng. Nhưng nhiều khi nếu mà hai vợ chồng không thể nào ngồi xuống nói chuyện với nhau được, mình nên có một người thứ ba, có thể là một cái người trưởng bối, vâng, hoặc là người cố vấn hôn nhân, hoặc là về trong tôn giáo, để giúp cho mình vượt qua được. Tại vì lúc mà khi mà tao bảo là khi mình nóng giận á, thì mình không nghe được người kia, không có lẽ phải nữa, không mà không phải như vậy, không nghe được người kia nói cái gì, mình chỉ muốn nói ra thôi đó. Thì giờ nhiều khi mình không nghe được thì mình sẽ không đi đến được cái giải quyết, mình không hiểu tại sao người kia làm được như vậy, và nhiều khi đưa đến án mạng, đúng không? Nhiều trường hợp ghen có một cái khía cạnh quan trọng mà chúng tôi muốn xin phép nêu lên, thưa với luật sư và Hương Thơ và quý khán thính giả, cái tưởng tượng của con người nó rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình cứ tưởng tượng ông chồng mình tươm tất hào hoa đi đến như cái hẹn với người tình, chắc là họ sẽ hạnh phúc lắm, họ sẽ sung sướng lắm, họ sẽ thế này thế kia. Không đâu, họ cũng cãi nhau à. Bởi vì khi mà cuộc tình tay ba, thưa luật sư, thì cái người vợ cả ghen, cái người đó cũng ghen. Đấy, cho nên là khi mà đến chậm một tí hay là lý do không đến được cái thế nào đó, họ cũng cãi nhau tơi bời.
Mình cứ tưởng tượng là chắc là họ phải du dương lắm, họ phải tình ái, họ phải mùi mẫn lắm, thì cái đó mình tự làm khổ mình thôi. Chưa chắc chắc đã như vậy đâu. Yeah. Thì, chỉ là em nhắc nhớ tới cái bài hát mà gọi là Torn Between Two Lovers. thì nói đến đây thì nhớ câu người ta nói xấu chàng hổ ai hay là xấu chàng hổ thiếp, phải không ạ? Thì phụ nữ được khuyên là chúng ta nên giữ thể diện cho chính mình, cho chồng mình, cho gia đình, cho con cái. Thì nên cố gắng giảm bớt cái mối hận thù. Nói thì dễ, Hương Thơ biết là làm thì rất khó. Vì Hương Thơ thấy nhiều trường hợp khi mà nổi lên cơn ghen, mình mất đi cái tự chủ, mất bình tĩnh thì có thể làm tan nát cái mái ấm gia đình của mình còn nhanh hơn, và có thể đẩy người bạn đời của mình về bên phía kia lẹ hơn, phải không thưa chị? Thứ nhất là khi mà mình ghen với tình địch của mình ấy, mà mình làm cho mình xấu đi thì làm sao mà mình compete thì được. Người đàn ông không thể nào trở lại giữ cái phong cách của cái người vợ trong gia đình mà lăng nhục mình, phải không ạ? Người đàn ông thì tự ái lắm. Thì bây giờ mình nếu mình muốn giữ lại cái hạnh phúc đó thì chị Thái Hà nói là cũng nên chăm sóc mình hơn, đừng có thờ ơ, và phải biết nguyên nhân tại sao. Nếu mà mình nhếch nhác quá, rồi lo bận công ăn việc làm quá, bỏ bê, rồi vấn đề chăn gối không được mặn nồng, không chăm sóc âu yếm chồng, hay ngược lại người chồng cũng vậy, thì phải để ý cái điều đó để chỉnh đốn lại trước khi mình lên án người là tội, tại sao anh lại bỏ tôi hay tại sao anh lại phản bội tôi, không? Vậy thì mình có những điều gì mình không nên làm khi biết phát hiện người bạn đời của mình phản bội? Hương Thơ nghĩ như là mình đã nói phần trên, là thứ nhất là không nên đánh ghen, không nên bạo hành, và đừng nên trả đũa bằng cách ông ăn trả thì bà ăn em, và ngồi thì chị thường thấy cái trường hợp đó cũng xảy ra đó, chắc chắn ạ. Và cũng nên không nên lãng phí. Hương Thơ thấy có nhiều người ghen, không ghen ông chồng cứ ghen cái người thứ ba, cứ tới rồi hạch sách rồi bôi nhọ như nãy là Hương có nhắc đó. Mà người ta cũng có câu là it takes two to tango, phải có hai người thì sự ngoại tình mới xảy ra được, phải không ạ? Thì Hương Thơ nghĩ rằng nếu mà mặc dù người thứ ba đã sai lầm khi mà gian díu với người đã có gia đình, nhưng biết đâu người bạn đời của mình cũng mới là người phản bội, vì biết đâu là người thứ ba cũng là người bị người chồng hay vợ mình lừa dối rằng đang sắp ly hôn hay là ly thân, hay là vợ hay chồng bị bệnh tâm thần, vân vân. Có nhiều lý do khiến cho người ta rơi vào cái cảnh là thuyết phục được người thứ ba bước vào con đường tình ái. Thì nhiều khi họ cũng là với một nạn tâm nhân. Lý người ta hay canh bênh cái kẻ yếu, cái kẻ bị mạt sát, cái kẻ bị bôi xấu. Vậy là mình có nên tha thứ? Có tha thứ được không chị Thái Hà? Nếu chồng mình, mà giống như chị em mình có nói là người đàn bà tha thứ người đàn ông dễ hơn người đàn ông tha thứ người đàn bà ngoại tình. Tại sao vậy ạ? Xin phép về luật sư Hương, tôi chưa nói trước. Cái tha thứ là cái bản chất của đời sống. Mình sống là phải tha thứ. Nếu mà sống không tha thứ thì khổ lắm. Tha người tức là tha mình luôn đó. Thế nhưng mà có điều thế này, có người hỏi tôi là tại sao mà xã hội không công bằng. Người đàn ông mà đi ngoại tình mà về nhà chỉ việc xin lỗi vợ, thế là xong, gia đình, cha, mẹ, anh em, bà con, chòm xóm gì là buộc lòng người vợ phải đối xử với người chồng như lúc chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngược lại, nếu mà người vợ mà lại có tình riêng thì người vợ hầu như là không được tha thứ. Cái đó tại sao cái đó không có công bằng? Bởi vì đàn ông làm cái gì, đàn bà làm cái đó. Thì tôi có nói rằng là về phương diện bản chất, thưa với luật sư, chúng tôi nghĩ là cái bản chất người đàn bà đó, mình hơi mong manh, mình free roll lắm. Đàn ông họ có thể họ đi lang bạt không sao hết á. Mà đàn bà mà nếu mà có một cuộc tình mà ngoài hôn nhân, thưa với luật sư, tự nhiên mình thấy mình vừa guilty, vừa thấy mình nó xuống cấp hẳn đấy à. Và thì, không những là hồi xưa sẽ bị xã hội kết án. Dạ, bây giờ mình tự mình mà thấy không được. Cái thứ hai nữa là thưa với luật sư, nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là ông ăn trả bà ăn em, mình giận. Gặp ai cái mình có thể mình ngã vào tay người ta. Và rõ ràng mình là cái miếng mồi ngon cho người ta là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba nữa đó, sở dĩ đàn bà bị khó tha thứ lại vì, thưa với luật sư và quý khán giả và Hương Thơ, đàn ông mà khi họ đi, nói là tạm bỏ đi ngoại tình đi, thì họ không có như người đi ăn phở đó. Chán cơm mà đi ăn phở, không để ý người ta dọn phở trong tô sành, tô sứ hay tô giang tây. Nhưng mà người đàn bà mà khi mà đi với người đàn ông mà có vấn đề chăn gối với đàn ông đó, thì toàn tâm toàn ý. Phải toàn tâm toàn ý. Đó là cái lý do mà người đàn bà khó được tha thứ. Người đàn bà phải có tình yêu, có tình dục. Vâng. Còn đàn ông có thể có tình dục mà không tình yêu. Toàn tâm toàn ý, mà chưa kể cái vấn đề hệ lụy là nếu mà con cái mà mình không có mà cái cách nào để mình thì có thể những dòng con lẫn lộn nữa, thưa với luật sư. Còn đàn ông đi ra ngoài họ có con mình biết ngay. Người đàn bà thì không biết được. Cho nên là nhiều cái mình không thể ví với người đàn ông được. Người đàn ông có thể yêu vợ và cũng có thể có yêu người tình mà không bỏ vợ.
Nhưng mà người đàn bà hơn thân khó cái nào mà turn it into lover, chắc chọn một trong hai. Nhưng mà cái chuyện mà không phải chỉ có phái nam ngoại tình, nhưng mà cái chuyện phái nữ ngoại tình nó cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây đó, theo như ý của anh đó, thì là nó như thế này. Cái chuyện mà tha thứ đó, nếu mình làm được thì cái điều đó là một cái sự hàn gắn rất tốt. Nhưng có những nhiều trường hợp mình phải tự hỏi mình coi mình có tha được không. Và cái đó, tại vì nếu mà mình không tha được mà mình sống với người đó, tức là khổ có lắm. Thể bây giờ nói một cách rõ hơn là tha nhưng mà không quên được. Dạ, thế đúng mà rồi. Bởi vì cái sự không quên được tư kim vào và nó sẽ ấn tượng và nó sẽ đay nghiến, nó làm cho cái sự mặn nồng cũng không còn nữa. Không còn nữa và càng ngày nó càng tệ hại hơn. Vâng. Thì cái điều đó có nên hay không? Không nên ạ. Vâng. Đó. Thành thử, nhưng mà một cái điều là nếu mà mình nghĩ rằng mình có thể tha thứ được, có thể hàn gắn lại, vâng, có thể thay đổi để mà thì phải quên. Phải quên ạ. Và nếu mà không quên được phải đi đến cái chỗ dứt khoát. Vâng. Thì bây giờ mình phải xét lại, mình xem coi là mình đã làm đủ tất cả những gì mình làm để mà cứu vãn, vâng, cái cuộc hôn nhân này chưa. Tôi đồng ý luật sư hoàn toàn. Để mình không có cái sự hối tiếc sau này. Dạ, thì đúng ạ. Vâng. Một lần nữa chúng tôi xin tạm ngừng một vài phút để gửi đến quý vị vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Và sau đó chương trình Phụ nữ ngày nay sẽ trở lại với phần 3 với đề tài làm sao chúng ta đối phó và ứng xử một cách khôn ngoan khi biết được người bạn đời của chúng ta ngoại tình. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.